Nồi áp suất thì có rất nhiều loại, nhưng con nồi áp suất này của nhà B thì nó có thể vừa làm nồi cơm điện nấu cơm, nấu cháo, vừa có thể làm nồi áp suất nấu các món hầm ninh, vừa có thể làm nồi điện đa năng với 10 chế độ nấu, chiên, xào, kho hay nhúng lẩu đều được luôn, là nhờ cả vào chế độ đặc biệt nấu khi mở nắp và một số loại nồi áp suất khác sẽ không có. Bộ này tôi mua có đi kèm theo cả hai cái lồng nồi riêng biệt luôn. Cái này thì chuyên để nấu cơm cháo, còn cái này thì có thể nấu được đa dạng các món hơn. Ngoài ra con này nó còn có chế độ hẹn giờ nấu lên tới 24 tiếng luôn, nên là buổi tối mình chỉ cần chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho vào nồi hẹn giờ nấu, sáng mở mắt dậy chỉ cần dọn ra là ăn thôi, mà không cần phải dậy sớm lọ mọ nữa, cũng không cần phải đứng canh luôn. Còn nếu nấu xong mà mọi người vẫn chưa ăn ngay thì nồi sẽ tự động chuyển qua chế độ giữ ấm, đảm bảo vài tiếng sau vẫn nóng hổi luôn nha. Thịt hầm ra tôi thấy khá là mềm và ngon á, ăn tan trong miệng mà không có bị bở nát. Thời gian nấu chín lại cũng nhanh nữa, chỉ mất tầm có 30 phút thôi. Tính ra tôi thấy dùng nồi áp suất không chỉ nhanh mà còn tiết kiệm được điện năng công suất nữa, nên tôi nghĩ nhà nào cũng nên có sẵn một cái nồi để ở trong nhà nha. Nồi của B thì thiết kế lúc nào cũng xinh hết, giá lại phải chăng. Sản phẩm tôi để ở dưới góc trái màn hình cho ai cần thì tham khảo nghe.